chào các bạn tôi là bác sĩ trường thủy đậu hay còn gọi là trái rạ là một căn bệnh phổ biến có khả năng lây lan nhanh chóng tuy là một bệnh có thể chữa trị được nhưng nếu điều trị và chăm sóc không đúng cách có thể để lại nhiều cái biến chứng nguy hiểm hôm nay thì bác sĩ trường sẽ tìm hiểu rõ hơn về các bệnh thủy đậu và cách chăm sóc khi mắc bệnh như thế nào lưu ý là video ngày hôm nay không hướng dẫn các bạn cách chẩn đoán và điều trị bệnh thủy đậu nếu các bạn nghĩ các bạn mắc bệnh thủy đậu hãy đến với bác sĩ gia liễu để được chẩn đoán và điều trị chính xác bác sĩ trường sẽ hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể khi bạn đã được chẩn đoán và điều trị cùng tìm hiểu về bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu là gì và lây lan như thế nào? Thủy đậu là một bệnh do virus gây ra. Con virus đó có tên là varicella zoster virus. Biểu hiện rõ ràng của thủy đậu đó là các mụn nước phòng ruột khắp cơ thể và ngay cả ở niêm mạc miệng và lưỡi. Thủy đậu lây lan chủ yếu qua đường hô hấp bởi vì virus này nó giải phóng ra ở dịch tiết mũi họng. Ngoài ra nó còn lây qua các trực tiết của các mụn nước bệnh có khả năng lây trong khoảng thời gian kéo dài từ 1 đến 2 ngày trước khi nổi ban và kéo dài tới 7 ngày sau khi nổi ban trên da. Và người thân của bệnh nhân nếu mà chưa có miễn dịch với varicella zoster virus thì đều có nguy cơ bị lây nhiễm. Câu hỏi thứ hai đó là bệnh thủy đậu có nguy hiểm hay không? Bệnh thủy đậu là một bệnh phát ban mụn nước lan truyền mạnh và dễ thành dịch, bệnh có khả năng tự khỏi và các virus chuyển sang chế độ ngủ trong các hạch thần kinh cảm giác. Tuy vậy cần chú ý mụn nước do thủy đậu có khả năng gây ra các biến chứng. Và biến chứng ví dụ như là biến chứng đầu tiên cần nhắc đến đó là nhiễm trùng hay còn gọi là bội nhiễm các mụn nước. Biến chứng này đa số sẽ tự khỏi sau một thời gian nhưng nguy cơ để lại sẹo rỗ trên da về sau. Đây là một vấn đề được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm vì sẹo lõm do thủy đậu tương đối là mất thẩm mỹ. Một số trường hợp mụn nước bội nhiễm dẫn đến biến chứng nặng hơn, đe dọa đến tính mạng như là nhiễm trùng máu, viêm phổi viêm não, viêm các cơ quan khác. Vì vậy bệnh nhân cần thực hiện theo các dặn dò của bác sĩ để giảm đến mức thấp nhất những cái biến chứng bội nhiễm, tránh nguy cơ sẹo sáo, tránh nguy cơ tiến triển thành các biến chứng nặng hơn. Câu hỏi thứ ba đó là cách phòng tránh biến chứng bội nhiễm như thế nào? Để trả lời câu hỏi này cần chia ra các giai đoạn của bệnh thủy đậu. Đầu tiên là giai đoạn sớm, khoảng là trong thời gian từ khi nổ ban đến sau 72 đến 72 giờ sau khi nổ ban thì bác sĩ sẽ kê cho bạn những cái loại kháng virus để uống. Uhm, giai đoạn tiếp theo là giai đoạn mụn nước, cần thực hiện các biện pháp tránh bộ nhiễm cho các mụn nước này. Gói gọn trong bao 3 ba điều lưu ý sau đây. Thứ nhất đó là vệ sinh hàng ngày, tắm rửa bằng các nước sạch và ấm. À, không tắm hay bôi đắp các loại lá vì tăng nguy cơ nhiễm trùng kích ứng hoặc là dị ứng da và không thoa rượu thuốc hay cồn vào các vết thương vì làm tăng nguy cơ viêm da tại chỗ nhiều bạn chăng lại kiêng tắm rửa nhưng đây là một quan niệm sai lầm cần tắm rửa để giữ gìn vệ sinh cho cơ thể thứ hai đó là tránh cọ sát và tránh cào gãi bạn thủy đạo rất ngứa nhưng mà bác sĩ của bạn sẽ kê toa thuốc cho bạn những cái thuốc chống ngứa các bạn cố gắng là hạn chế cọ sát cào gãi để tránh nguy cơ bội nhiễm cho các mụn nước này thứ ba đó là mặc quần áo thoáng mát và mềm mại dễ giặt giũ cần mặc quần áo thoáng để cho cơ thể chúng ta không có ra mồ hôi, không tiết bã nhờn quá nhiều và quần áo mềm mại để nó không có cọ sát, nó không có làm cho vỡ các bụng nước ra. Ngoài ra thì bác sĩ của bạn có thể kê thêm những cái thuốc bôi uh, chấm bội nhiễm ví dụ như là milian hay là salmetilan hay là elsin. Ngoài ra còn có thể các kem kháng sinh khác như là cái fusidic acid hay là mupirocin. Uh, Tiếp theo là giai đoạn mụn nước hóa mũ hay còn gọi là giai đoạn mụn mũ. Khi mắc bệnh thủy đậu thì khó mà tách biệt rõ ràng hai cái giai đoạn mụn nước và mụn mũ. Bạn hoàn toàn có thể có cái mụn mũ trên này cái da đang nổi những cái mụn nước mới và các bạn sẽ thực hiện cách chăm sóc da tương tự những cái giai đoạn mụn nước khi mà bạn đang có mụn mũ. Lưu ý là không tự ý chích lễ các mụn nước mụn mũ này ra. Um, bởi vì là lớp da bên trên của mụn mũ mụn nước này nó giống như một lớp ngăn cách bảo vệ cái tổn thương bên dưới và không cho tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nhưng nếu các mụn nước, mụn mũ này có vô tình bị dập vỡ thì các bạn cũng không nên quá lo lắng, hãy tiếp tục giữ vệ sinh và thoa thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Ở giai đoạn này thì bác sĩ của bạn có thể kê thêm những cái thuốc kháng sinh đường toàn thân. Giai đoạn cuối cùng đó là giai đoạn tổn thương đóng vải tiết. Vải tiết là một cái lớp màu nâu đậm đóng phía trên của cái tổn thương và cần giữ nguyên cái lớp vải này không có cạy gỡ đi và chúng ta bôi thuốc lên trên không cạy gỡ để cho cái quá trình lành thương nó diễn ra nhanh hơn và khi lớp da mới ở bên dưới nó sẵn sàng để tiếp xúc với môi trường bên ngoài nó đã phát triển đầy đủ thì khi đó cái lớp vải tiết nó sẽ tự động bong đi thôi câu hỏi thứ tư đó là bệnh thủy đậu có kiên cử gì hay không đầu tiên về ăn uống có kiên cử gì hay không thì về ăn uống bệnh thủy đậu là do virus gây ra cần tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vì vậy là chúng ta cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhất có thể và không tự ý kiên cử những cái sản phẩm nào đặc biệt ngoại trừ những cái lưu ý à, tiếp theo bác sĩ Trường sẽ nói à, một vài quan niệm dân gian, gian nói rằng đó là cử tắm nhưng mà như đã giải thích ở trên thì vẫn tắm hàng ngày để đảm bảo vệ sinh cho cơ thể một vài quan niệm khác lại nói là cử ra gió thì đây là quan niệm có từ lâu nhưng bệnh thủy đậu thì thực chất là không có cử ra gió chỉ là một vài bệnh nhân um, nên uh, mặc ấm khi ra cái trời lạnh, trời gió nhiều để tránh các biến chứng gây ra viêm phổi. Câu hỏi thứ năm đó là bệnh thủy đậu ăn uống thế nào? Như vừa nói là bệnh nhân thủy đậu cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể chống chọi lại với virus và thức ăn được khuyến cáo đó là các thức ăn hàng ngày ví dụ như cơm, mì, bún hay là bánh mì hay là pasta yến mạch chẳng hạn. À, các thức ăn mềm có thể ăn được như là bơ, khoai tây hay là trứng đậu nấu mềm hay là đậu hũ hay là các loại thịt cá mà chúng ta chế biến bằng cách là hấp và luộc. Các thức ăn lạnh cũng có thể ăn được ví dụ như sữa tươi, sữa chua hay là kem hay là phô mai. Bổ sung thêm các loại trái cây và rau củ không chứa axit ví dụ như trái cây thì có táo, chuối, dưa, đào, các loại quả mọng nước, còn các loại rau mềm ví dụ như là cải hay là cải sền lách hay là rau dền rau má vân vân nói chung thì trái cây hay là rau củ ở Việt Nam chúng ta thì rất là đa dạng và bổ sung các loại thức uống khác để bổ sung nước cho cơ thể giữ nước cho cơ thể ví dụ như là chúng ta uống nhiều nước lọc uống nước dừa hay là trà thảo mộc uống các đồ uống ít đường đồ uống cung cấp chất điện giải và thủy đậu chủ yếu gây ra các thương tổn trên da nhưng vẫn có trường hợp là nó có tổn thương ở lưỡi và miệng và họng vì thế nên tránh các loại thức ăn mà kích thích như là thức ăn cay như ớt hay là tương ớt hay là tiêu hay là tỏi tránh các thức ăn có tính axit ví dụ như nho dứa cà chua cam chanh giấm hay các thức ăn ngâm giấm hay là cà phê chẳng hạn à, tránh các thức ăn quá mặn và tránh các thức ăn cứng như là à, bắp rang bơ à, bánh tráng hương dương hạt dưa hay là các loại hạt cứng khác các thức ăn xấy giòn hay là cái vỏ bánh mì cứng À, tránh các đồ uống làm tăng mất nước ví dụ như là nước trái cây mà có đường nhiều hay là cà phê hay là soda hay là nước tăng lực rượu bia chẳng hạn ở một số trường hợp có suy giảm miễn dịch thì có thể xuất hiện thương tổn ở dạ dày gây ra tình trạng đau bụng buồn nôn nôn như là viêm dạ dày nên là cần tránh những cái thức ăn mà khó dung nạp và chúng ta ăn những thức ăn dễ dung nạp để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ nước và dưỡng chất một số trường hợp thì cần bổ sung thêm sắt bởi vì có nguy cơ thiếu sắt mặc dù đây là nguy cơ không phổ biến bên cạnh đó thì dinh dưỡng trong y khoa là một lĩnh vực chuyên sâu nếu thấy quá khó khăn trong việc ăn uống hãy tìm đến bác sĩ chuyên môn về dinh dưỡng để được tư vấn cụ thể hơn như vậy bác sĩ trường đã hướng dẫn xong cách chăm sóc cơ thể khi bắt bệnh thủy đậu mình xin nhắc lại một lần nữa đó là video này chỉ hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể và không thay cho việc chẩn đoán và điều trị trên từng các bệnh nhân cụ thể nếu bạn đang mắc bệnh thủy đạo hãy tìm đến bác sĩ gia liễu để được chẩn đoán và điều trị cho thích hợp nếu thấy video này ý nghĩa đừng ngần ngại chia sẻ cho mọi người cùng biết đến và bất kỳ thắc mắc gì về bệnh thủy đậu hãy đặt câu hỏi cho bác sĩ trường chúc các bạn luôn luôn có nhiều sức khỏe tôi là bác sĩ trường xin chào tạm biệt tất cả các bạn